Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chuyện Làng Quê. Mời các bạn nghe chuyện ngắn Vọng Trắng của nhà văn Nguyễn Quang Lập qua giọng đọc Hải Ngô. Năm 16 tuổi, chị tôi đẹp nhất làng Đông. Đến năm chị tôi 26 tuổi, làng Đông vẫn không ai đẹp hơn. Tuổi ấy ở quê tôi coi như đã ế chồng, thế mà chị tôi vẫn cứ nhởn nhơ như không, mặc cho mẹ tôi ngày đêm rên rỉ. Tôi 7 tuổi, được hưởng lộc bà chị đẹp người tốt tính nhất làng Đông, không biết bao nhiêu mà kể. Nhận thư các anh trong làng gửi cho chị, trao xong thư tôi kiếm được 1 hào. Món này tôi kiếm được 3 đồng mỗi tháng. Anh nào đến nhà, tôi cứ đứng trường mắt nhìn. 1 hào rưỡi thì đi hẳn, 1 hào thì tất nhiên cuối buổi lại quay vào, lại trương mắt đứng nhìn, quyết gỡ thêm 5 xu. Anh nào keo kiệt, chỉ thí cho 2 xu thì tôi cứ vào vào ra ra chục lần là ít. Món này 1 tháng tôi kiếm được 1.5 đồng đến 2 đồng. Tôi còn kiên trì kiếm thêm 1 ngày 5 xu, lương công nhật cài nịt vú cho chị tôi. Việc này rất khó vì dây nịt rất căng, có lần tôi suýt gãy răng chứ không bỡn. Nhiều lần tôi nì nèo chị tôi tăng lên 7 xu, nhưng chị không chịu. Nể tình chị em, tôi cũng không đòi nữa. Có anh dì tai tôi: "Mày bảo chị mày cho tao cài nịt vú, tao giả mày 2 đồng một tháng. Tôi tí tởn về báo cho chị tôi, lập tức ăn 1 cái tát. Có anh túm tay tôi hỏi nhỏ: "Mày cài nịt vú cho chị mày à?" "Vâng." "Có khó không?" "Khó." "Sao khó?" "Vì nịt vú căng lắm." "Sao căng?" Tôi trố mắt nhìn anh này, hỏi ngu thế không biết. Nịt vú không căng thì ai người ta thuê cài 1 ngày 5 xu. Nhiều anh còn vỗ vai tôi suýt xoa: "Thằng này vinh dự nhất làng Đông." Bây giờ nghĩ lại mới buồn cười, chứ khi đó tôi tức lắm. Mẹ kiếp, làm bờ hơi tai mới kiếm được 1 ngày 5 xu, vinh dự cái chó gì. Tôi lên 8 tuổi, chị tôi cưới chồng. Tôi mất sạch mọi nguồn thu nhập, kể cả 5 xu còm chị tôi giả mỗi ngày cũng không có. Bù lại, tôi có ông anh rể oách nhất làng Đông, bộ đội Điện Biên Phủ trở về, quân hàm 2 sao 1 gạch và tất nhiên có cả súng ngắn. Súng ngắn thật hẳn hoi, chứ không phải vỏ bao súng ngắn nhét đầy rẻ rách như một vài anh ở dưới huyện đội vẫn thường lên đây tán tỉnh chị tôi. Từ ngày có anh rể mặc áo 4 túi, tôi không theo lũ trẻ trong làng hát vang lên bài: "Dâu thì dâu, 4 bâu em cũng lấy." Đứa nào dám chõ mồm hát ghẹo chị tôi bài đó, tôi đánh cho chảy máu mũi mới thôi. Anh rể tôi cao to, mặt trắng hồng và không hề có 1 sợi râu. Và lại, chị tôi yêu anh năm 16 tuổi, đợi chờ khốn khó những 9 năm, may anh trở về trọn vẹn, lại có súng ngắn, có áo 4 túi, có quân hàm nhiều sao nhất làng Đông. Chứ nếu có quẻ tay cụt chân, chị tôi cũng không bỏ. Một bận dắt trâu ra đồng, lũ trẻ làng Đông lại vây quanh tôi, há hốc mồm nghe tôi kể chuyện anh tôi chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Anh Tào xông lên, 2 tay 2 khẩu súng lục, đoang, thằng gác cửa hầm tướng Đờ Cát ngã gục, 4 thằng nhào tới, đoang 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 đoang, 4 thằng chết mất ngáp nhé. Xong rồi, anh Tào lao vào hầm, thằng Đờ Cát đang alo xin cứu viện, anh Tào giật tung cái alo trong tay nó ném xuống đất. "Cái alo có điện đó," một thằng cắt ngang: "Anh mày không sợ điện giật à?" "Sợ gì mà sợ, thằng Đờ Cát còn sợ anh Tào té đái nữa là điện. Mà chúng mày cứ cắt ngang là tao không kể nữa đâu." Tôi vênh mặt lên: "Thôi kể đi kể đi." Lũ trẻ nhào nhào nói: "Đứa nào còn chen ngang tụi tao đánh vỡ mỏ." Tôi chắp tay sầu đít, đi đi lại lại trước mặt lũ trẻ, dáng điệu của thầy giáo chuẩn bị ra câu hỏi cho học trò: "Tao kể đến đoạn nào rồi nhỉ?" "Đến đoạn anh mày giật tung cái alo." "Rồi." Thằng Đờ Cát thấy anh tao, nó chắp tay lại lắp bắp 1 câu tiếng Pháp. Anh Tào chơi 1 tràng 10 câu tiếng Pháp luôn. Xong rồi anh Tào xách cổ nó lên, chỉ xách bằng 1 ngón tay thôi nhá. Xong rồi
anh tao đem nó ra khỏi hầm, giao cho đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất nhiên anh rể tôi không kể với tôi như vậy. Nói chung anh không kể cho tôi nghe một chuyện chiến đấu nào cả. Khác với anh Cu Cát xóm Đa, vừa về làng đặt ba lô xuống là vung tay múa chân kể chuyện chiến đấu cho cả làng nghe. Toàn những chuyện long trời lở đất. Bao giờ anh Cu Cái cũng ở trong một tình thế suýt chết, nhưng nhờ có mưu mẹo anh đã vượt qua. Tóm lại là không chết nữa. Sau này cả làng mới biết anh là lính hậu cần, được hai giấy khen cấp trung đoàn về thành tích nấu cơm không có khói. Chỉ có thế thôi. Anh rể tôi rất ít nói, chỉ hay cười tủm tỉm. Quân hàm đến hai sao một gạch mà nói chuyện với ai cũng một mực vâng dạ, y như lính công vụ. Nhiều khi làm tôi chán quá. Sau nhiều ngày chờ đợi sốt ruột, một lần đang ăn cơm tôi nói: anh Quý về làng đã lâu mà chẳng kể một tí chuyện chiến đấu Điện Biên Phủ nào cho em nghe cả. Anh ngừng đũa, mỉm cười, đưa mắt sang chị và mẹ tôi. Chị tôi gắp cho tôi một con tôm to, dục: thôi ăn đi, mày thì lúc nào cũng mỗi chuyện đấm đá. Không phải đấm đá, tôi cãi, chiến đấu không phải đấm đá. Đúng rồi, chiến đấu không phải đấm đá. Anh rể tôi lại mỉm cười, lại đưa mắt sang chị tôi. Nhưng anh đâu có được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi ngơ ngác: thế không phải anh bắt sống tướng Đờ Cát à? Chị tôi cười phì, suýt nữa phun cơm ra mâm. Anh lắc đầu, thái độ rất nghiêm túc: không, anh ở Hà Nội, bảo vệ Hà Nội. À, anh bảo vệ Hà Nội à? Tôi reo lên: anh cùng với Tạ Đình Đề bảo vệ Bác Hồ đúng không? Chị tôi bỏ lăn ra cười. Anh vẫn tỉnh như không, vẫn một thái độ rất nghiêm túc: không, anh không được vinh dự bảo vệ Bác Hồ. Anh chỉ là một người lính bảo vệ thủ đô, có vậy thôi. Tôi cúi mặt ăn cơm, không hỏi thêm gì nữa, trong lòng hoàn toàn tan nát. Anh không đánh trận Điện Biên Phủ, không bắt sống tướng Đờ Cát, không bảo vệ Bác Hồ, rốt cuộc không làm gì vẻ vang cả. Tôi cay đắng nhận ra rằng thói ba hoa của tôi đã bị trả giá. Rồi đây tôi sẽ ăn nói với lũ trẻ làng Đông như thế nào nếu chúng biết được 100% tôi là một thằng bốc phét. Hai hàng nước mắt tôi chảy vòng quanh. Thôi ăn cơm đi, mẹ tôi động lòng an ủi. Ăn đi cho chóng lớn, mai mốt mẹ cho đi chiến đấu, đi bảo vệ Bác Hồ. Thế mẹ tưởng bảo vệ Bác Hồ là dễ lắm đấy à? Tôi òa lên khóc nức nở. Nếu lúc đó tôi biết thực ra anh là công an, được bố trí vào quân đội, chuẩn bị vào Nam làm một cuộc đảo ngũ, chui sâu leo cao trong hàng ngũ địch, và 20 năm sau trở thành một trong những nhà tình báo vĩ đại của cách mạng, thì tâm hồn bé bỏng đầy kiêu hãnh của tôi sẽ bay tít tận trời xanh với niềm hân hoan khôn xiết. Nhưng đấy là câu chuyện của 20 năm sau. Trước đấy là thăm thẳm những bí mật. Anh vào Nam được 3 năm thì đứa con gái đầu lòng của anh qua đời vì bệnh sốt phát ban. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống trên tay các dì. Chị tôi ghì chặt con gái vào lòng, ngồi thu lu góc giường, kiên quyết không cho bất cứ ai đưa nó đi. Cậu tôi quỳ trước mặt chị tôi, đập đầu xuống đất, vừa nói vừa khóc: Na, nghe cậu đi, trời bắt tội nó rồi, còn để nó đi cho thảnh thơi. Chị tôi mắt đỏ ngầu, không một giọt nước mắt, lừ lừ nhìn mọi người, mặc kệ cho cậu tôi van nài. Tôi đứng bên chị rì rì khóc. Ngày thường con bé cứ gọi tôi là cậu chập, khiến tôi phát điên lên. Lắm lúc phát vào đít nó thật đau mà nó vẫn không chừa được tật nói ngọng. Mới cách đây vài hôm, nó còn bắt tôi làm bò cho nó cưỡi, mải chơi khăng. Tôi không những đã không chiều nó, lại còn dọa đánh nó nữa. Bây giờ nó đã lạnh cóng trên tay chị tôi rồi. Tôi không dám mơ nó sống lại mãi mãi, chỉ ước nó sống lại một giờ, hoặc nửa giờ, hoặc vài phút thôi cũng được, cho tôi được làm bỏ đền nó, bất kể
nó gọi tôi bằng gì? Nà, nghe cậu đi con. Cậu tôi vẫn đập đầu xuống đất. Chị tôi vẫn khư khư giữ chặt con gái. Chiếc quan tài nhỏ xíu vẫn để không ở gian bảy. Rất lâu sau, đột nhiên mẹ tôi tỉnh hẳn. Bà ngồi dậy thong thả búi tóc, rồi lặng lẽ rẽ đám đông đi vào buồng trong. Chưa bao giờ tôi thấy bà điềm tĩnh đến lạnh lùng như vậy. Bà nhìn thẳng vào mặt chị tôi. Đưa cháu cho mẹ, con. Như bị thôi miên, chị tôi run rẩy đưa con cho mẹ tôi. Và khi đứa bé đặt vào quan tài, chị tôi nhào tới, hét lên rợn người. Con ơi, bố chưa về mà con. Tôi 12 tuổi, lần đầu tiên nhận ra mối ràng buộc thiêng liêng của gia đình và dòng họ. Lần đầu tiên hiểu được hệ lụy của một người đối với mọi người thật to lớn biết bao. Có lẽ vì thế mà khi nghe tin anh tôi đã vượt tuyến chạy sang hàng ngũ địch, một thứ chất nhờn lạnh toát thấm ra tất cả lỗ chân lông, ướt đầm thân thể tôi. Nỗi sợ hãi và nhục nhã chưa từng có trong kinh nghiệm tuổi 12 đã làm tôi bất tỉnh, rơi từ lưng châu xuống vũng bùn. Lũ trẻ làng đông đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn, lau chùi rửa ráy cho tôi. Kỳ lạ thay, chúng không hò hét, không chửi mắng, không đánh đập, không gì hết. Đợi cho tôi tỉnh hẳn, chúng lặng lặng tản đi. Chuyện hệ trọng đến độ chúng hoàn toàn không hề biết phải xử lý với tôi như thế nào. Thoáng chốc, cánh đồng buổi hoàng hôn không một bóng người. Một mình tôi dắt trâu về nhà, một mình tôi thui thủi. Đường về nhà bỗng dài hun hút. Có thể từ nay tôi không có bạn nữa, không bao giờ nữa. Chị tôi đang đập lúa giữa sân. Tưởng như chị dồn hết sức bình sinh, quật mạnh vào tảng đá, chứ không phải đập lúa. Hạt lúa bay tung tóe mặc kệ, chị không cần biết, cứ thế quất tới tấp. Chị đã biết chuyện, chị ở nhà, tất nhiên chị đã biết chuyện trước tôi. Tôi rũ xuống bên chị, rất lâu sau mới lên tiếng. Mẹ đâu rồi chị? Mẹ đi chửi, cha đứa nào nó đặt điều. Chị thở hắt ra, rồi lại quật mạnh bó lúa vào tảng đá. Tôi vùng dậy ảo ra ngõ. Trời ơi, có chửi thì chửi cái đài địch nó đặt điều chứ. Sao lại đi chửi làng, chửi xóm? Tối hôm qua, một người nào đó trùm chăn nghe đài địch mới hay tin. Tô Xuân Quý, thượng úy, tiểu đoàn trưởng bộ đội cộng sản, trở về với chánh nghĩa quốc gia. Liền phóng ra cho cả làng biết. Thế thì biết ai mà chửi. Chuyện khốn nạn thế, làng xóm người ta tha xé xác nhà mình ra làm may, chứ sao lại đi chửi làng xóm. Tôi chạy như điên, từ đầu làng đến cuối làng vẫn không thấy mẹ tôi. Sục sạo vào các lối xóm, lao ra cả xóm Cồn là xóm gái chửa hoang mà vẫn không thấy. Tôi không dám hỏi ai, tôi sợ, một nỗi sợ hãi khủng khiếp bóp chặt lấy tim tôi. Hóa ra mẹ tôi đã về nhà. Sau một giờ chửi rủa điên dại, bà đã ngất đi. Người ta đem bà về nhà. Chị tôi đang xoa dầu đấm bóp cho bà. Lần đầu tiên mẹ tôi gây sự với hàng xóm. Xưa này không bao giờ như thế. Từ ngày bố tôi rượu chè cờ bạc, nợ nần chồng chất rồi thắt cổ tự vẫn, mẹ tôi như một kẻ câm. Con cái trong nhà bà cũng không dám to tiếng, huống chi là người ngoài. Thằng cu đán ăn trộm gà nhà tôi bị bố nó nọc cổ ra đánh, hay tin bà còn tất tả chạy đến xin tha cho nó, lại còn luộc gà lén cho nó hẳn một cái đùi. Ôi mẹ ơi, phải đến nông nỗi này mẹ mới hóa giải. Ngày mai có bao nhiêu lúa bán hết, mua cho tao cái đài. Mẹ tôi hắt ra từng tiếng một. Chị tôi cúi đầu bóp chân cho bà, không đáp. Mày có nghe không, Na? Dạ vâng. Sau tiếng vâng nhẫn nhục là nước mắt chan hòa. Chị ngồi lặng lẽ khóc. Không nghe chị nấc lên hay thút thít. Suốt đêm chị ngồi bóp chân cho mẹ, mặc cho nước mắt đầm đìa, thấm ướt bầu ngực đầy của chị. Đó là đêm cuối cùng tôi nhìn thấy chị khóc. Sáng hôm sau, mặt chị đanh lại,
pha một chút bất cẩn, chị khéo léo tránh xa mọi cuộc tiếp xúc, không sinh hoạt thanh niên, không tham gia văn nghệ, ngay cả việc họp đội sản xuất chị cũng đồn cho tôi. Chỉ hai nơi chị luôn có mặt, ấy là trong nhà và ngoài đồng, rất ít khi thấy chị tha thẩn trong làng. Chị làm việc quần quật suốt đêm ngày, ai bảo gì cũng làm, ai nhờ gì cũng giúp. Cho đến gà gáy canh một, vẫn nghe chị tra tấn hòn đá bằng những cú đập lúa nghe đến sờn óc. Vậy mà chị không ốm, không bao giờ ốm. Trước đây, chị vẫn thường hay kêu ca mỏi lưng đau gối nhức đầu chóng mặt. Bây giờ thì không, chị như con thiêu thân lao vào đống lửa thời gian. Nhưng chị không chết, không cách gì chết được. Ngày mỗi ngày, chị càng rắn lại, càng đanh hơn, vẻ bất cần đã tràn ngập gương mặt chị. Hằng đêm, cứ đến chừng canh ba, chị lại mở vali lấy ra cái hộp đưa ra, nhỏ bằng hộp diêm. Phía trong có gắn một tấm gương, không có gì cả trong hộp, ngoài mảnh giấy có nét chữ của anh rể tôi. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng em hãy vững như kiềng ba chân. Đó không phải là lời nhắn gửi của anh tôi trước lúc lên đường. Một thương binh cụt chân từ huyện Quảng đã chống nặng suốt 35 cây số đến đưa cái hộp này cho chị. Biết tôi bị thương, sắp được ra Bắc điều trị, chồng chị đã nhờ tôi chuyển giúp. Tôi ra Bắc đã hơn một năm rồi, nhưng có đến 5-7 lần chuyển viện. Và lại, chồng chị dặn phải đưa tận tay chị, không được gửi qua bất kỳ ai. Chị tôi mân mìa cái hộp đi ra rất lâu, rồi ngước lên hỏi nhỏ: anh đã biết chuyện chồng tôi chưa? Biết. 3 ngày sau khi chồng chị đưa cái hộp này, anh ấy đã vượt tuyến. Mảnh giấy có nét chữ anh tôi nằm khuất sau tấm gương. Phải 1 tháng sau, chị tôi mới phát hiện ra nó. Sau hàng trăm lần lật ngược xoay xuôi cái hộp, vô lý, chẳng lẽ anh ấy lại gửi mình cái hộp rỗng? Từ đó hàng đêm, cứ đến chừng canh ba, chị lại mở vali lấy cái hộp ra, cố gắng soi đi soi lại câu ca dao thuộc loại dễ hiểu và bậc nhất, xem có gì bí ẩn đằng sau nó nữa không. Không, đấy chính là câu ca dao mà chị đã thêu vào chiếc khăn tay gửi anh trước ngày ra trận. Anh đã gửi trả lại nó, chỉ thay mỗi từ vẫn ra từ hãy. Phải hết cuộc chiến tranh, tôi mới hiểu chính cái từ hãy mầu nhiệm này đã làm cho chị tôi không chết, không cách gì chết được. Cũng chính nó làm cho chị cảm được, dù rất mơ hồ, sự giúp đỡ vô hình của chính quyền đằng sau bộ mặt ra vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của họ. Cứ vài 3 tháng lại có một đôi người lạ hoắc, khi thì xưng là bạn học của anh, khi thì xưng là bạn nối khố của bố tôi, mang đủ thứ đến thăm, nói 2-3 lời an ủi thật chí tình, rồi lại đi. Không thể tìm một lời nào của họ đủ để vin vào đó mà hy vọng thực ra anh tôi không phải là một kẻ phản bội. Nhưng toàn bộ những gì họ nói toát lên rằng bây giờ không có cách gì khác hơn là cố gắng sống và chờ đợi. Chị đã nghe lời họ, nhẫn nại sống qua từng ngày, ròng rã 17 năm trời như thế. Mẹ tôi không như chị, sau lần đi gây sự với hàng xóm, bà ốm liệt giường. Một thứ ốm rất khó chịu, không bớt đi và cũng không nặng lên, quê tôi gọi là ốm dở. Suốt ngày đêm, bà ôm khư khư cái đài phục đến giờ đài địch phát thì mở. 2-3 lần chúng nhắc tên anh, kể chuyện thăng tiến của anh, bà chỉ nhếch mép, hực một tiếng khô khốc, không ra cười, cũng chẳng ra khóc. Thỉnh thoảng, có người làng chạy đến hớt hơ hớt hải, mắt trước mắt sau, bảo rằng hôm nay họ có nghe anh nói chuyện gì đó trên đài Sài Gòn. Bà cũng chỉ nhếch mép hực lên một tiếng. Ngay cả khi chính quyền xã đến nhà thông báo việc anh đào ngũ là có thật, tuy nhiên ai làm người đó chịu, chính quyền sẽ không phân biệt đối xử với gia đình. Mẹ tôi cũng nằm im đợi chính quyền ra về, bà lại nhếch mép hực lên. Chừng nào chưa nghe chính anh nói trên đài địch thì dù ai có nói bằng rời, bà cũng không nghe. Mẹ tôi đã sống qua 5 năm bình yên với niềm tin không ai có thể lay chuyển nổi.
rằng đã có một nhầm lẫn hay bịa đặt nào đó. Cho đến một hôm định mệnh, đêm rằm tháng 8 năm tôi 17 tuổi, tôi nhớ vào khoảng 9 giờ đêm, đang nằm nghe đài, mẹ tôi bỗng thét lên thất thanh: "Thôi rồi Na ơi!" Từ ngoài sân, chị tôi chạy ào vào, vội vã ghì chặt lấy cái đài. Đài Gươm Thiêng Ái Quốc, sau một bản nhạc ngắn đã giới thiệu: "Cuộc trao đổi thẳng thắn và cởi mở giữa ngài đại sứ Bân Cơ và ngài Tô Xuân Quý, phụ tá tổng thống." Một giọng trầm ấm và chậm rãi vang lên, rõ ràng là tiếng của anh tôi. Chị tôi đứng bật dậy, tựa hẳn vào vách, thở dốc. Mặt mẹ tôi bỗng trắng bệch, bà lên cơn sốt đột xuất, toàn thân run lên bần bật. Tôi không nhớ anh tôi và đại sứ Bân Cơ nói gì, chỉ nhớ đến đoạn anh tôi phủ họa với Bân Cơ vẽ ra viễn cảnh không lực Hoa Kỳ sẽ băm nhỏ Hà Nội. Thì chị tôi chụp lấy cái đài trực giáng thẳng xuống đất. Lập tức mẹ tôi vùng dậy ngăn lại: "Đưa đây tao, đưa đây!" Mẹ tôi thét đến lạc giọng. Rồi bà lẩy bẩy ôm cái đài lết ra sau hồi nhà. Bà nhúng cả anh tôi lẫn đại sứ Bân Cơ đang nói oang oang vào chậu nước tiểu. Tôi chạy ra dìu bà vào nhà. Chị tôi đỡ mẹ tôi nằm xuống giường, bà không chịu, gắng gượng ngồi dậy: "Thằng Út đâu?" "Dạ con đây." Tôi ngồi xuống bên bà, bà ôm ghì lấy tôi. "Phải đi thôi con," bà nấc lên. 17 tuổi người ta cũng cho đi, mình nói khéo người ta cũng cho đi thôi. "Đi đi con, đi đi cho mẹ an lòng." Tôi 17 tuổi, vui vẻ khoác súng lên đường sau lời kêu gọi khẩn thiết của mẹ tôi. Tôi hứa với mẹ sẽ giết thật nhiều giặc, càng nhiều càng tốt, ngõ hầu xóa bớt phần nào hay phần đó vết nhục to lớn mà gia đình và dòng họ tôi đang gánh chịu. Xin đừng ai nghĩ rằng tôi đã chấp nhận chịu làm con tốt trong thế cờ bí của mẹ tôi. Không, mẹ tôi không chơi cờ và tôi không làm con tốt. Tôi làm người và hân hoan bước vào cuộc chiến khi biết rằng mình đang thực hiện bổn phận thiêng liêng của con người, chính là lời kêu gọi khẩn thiết của mẹ. Nhưng số phận đã không cho tôi được như ý. Tôi không được xung trận, luôn luôn không được xung trận hầu như suốt cuộc chiến tranh. Có một bàn tay vô hình nào đó đã đẩy tôi ra khỏi hòn tên mũi đạn. Người ta điều tôi hết an toàn khu này đến an toàn khu khác, mặc cho tôi ra sức xin xỏ, nỉ nèo đến trương gân cổ lên cãi. Cốt là để tránh cho mẹ tôi khỏi phải gục ngã trước khi tôi trở về, tôi buộc phải lấy chiến công của đồng đội làm chiến công của mình trong các bức thư gửi về cho bà. Chị tôi thư cho tôi kể: "Mẹ phấn khởi lắm, nhờ những chiến công của em, mẹ đã đỡ đi nhiều. Bây giờ mỗi bữa đã ăn được giả bát cơm, có khi được hai lưng bát." Tôi vừa xấu hổ vừa sung sướng. Chị không kể bất cứ chuyện gì về chị ngoài mấy chữ giao đãi đầu như: "Chị vẫn khỏe." Chị đã nói dối. Có lần tôi nhận được thư của mẹ tôi do người hàng xóm viết hộ. Có lẽ mẹ tôi không muốn cho chị biết những gì bà muốn kể cho tôi. Bà kể tóc chị bây giờ bạc trắng và chị đã xé câu ca dao anh gửi cho chị từ lâu. Tôi hết sức ngạc nhiên. Chị tôi đang ở tuổi 40 cơ mà. Tôi lập tức viết thư cho chị. Trong thư trả lời, chị xác nhận mẹ đã nói đúng. Tuy nhiên, có một sợi tóc không chịu bạc, đã bao nhiêu năm rồi nó vẫn xanh. Em thấy có lạ không? Chị kể như đùa rằng, quả thực chị đã xé câu ca dao của anh gửi cho chị. Vài ngày sau chị tỉ mẩn dán lại, vài ngày sau lại xé đi. Và bây giờ chị quyết định không xé nữa em ạ. Xé làm gì, tóc mình vẫn còn xanh kia mà, cho dù là một sợi. Tôi 25 tuổi, đủ khôn lớn để hiểu chị không ví von về lòng trung thủy. Chị muốn nói chị vẫn đang nghiến răng thờ phụng cái từ hãy mầu nhiệm của chị thôi. Rốt cuộc tôi cũng được ra trận. Đấy là trận cuối cùng của chiến tranh. Tôi không được nổ một phát súng nào. Công việc của tôi là cùng đồng đội bám theo xe tăng xông lên cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Lần nữa
số phận tôi không cho tôi được như ý. Khi chúng tôi đến thì cờ Tổ quốc đã phấp phới bay, Tổng thống Dương Văn Minh đã được đem sang đài phát thanh Sài Gòn đọc lời đầu hàng vô điều kiện. Công việc của chúng tôi là quản lý vài chục ông nghị sĩ. Phút cuối cùng cuộc chiến vẫn cố vớt vát chút danh dự còm, rằng họ đến đây là để bàn giao chứ không phải đầu hàng. Tôi đang loay hoay cầm thêm một lá cờ nữa ở tầng 2 Dinh Độc Lập thì một người đến vỗ vai bảo: "Cậu vào phòng cuối tầng này, có người gặp." Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Mải miết với chiến thắng, tôi đã quên mất mình đã đến cái nơi anh đã sống 8 năm nay với vai trò dưới một người trên muôn vạn người. Bây giờ anh đang đứng trước mặt tôi, đầu hơi cúi xuống, vẻ nhũn nhặn của một kẻ chiến bại. Xung quanh anh còn rất nhiều nghị sĩ khác mà tôi không thèm để ý. Tất cả vừa nghe xong lời kêu gọi hạ súng vô điều kiện của Tổng thống Dương Văn Minh. "Thưa ông, tôi là Tô Xuân Quý, phụ tá của Tổng thống." Tôi trần trối nhìn anh, không biết nói gì, không biết nói gì hết. Anh đứng đối diện với tôi, hầu như không thay đổi sắc mặt, vẫn cái đầu hơi cúi, vẫn vẻ nhũn nhặn có phần thái quá. Anh chậm rãi nói: "Chính phủ chúng tôi đã kéo cờ trắng, các ông đã chiến thắng, xin chúc mừng các ông." Nghe hai tiếng chúc mừng, ruột gan tôi bỗng lộn ngược lên. Tôi đập bàn gầm lên: "Câm mồm đi!" Tôi 30 tuổi, tham chiến 13 năm, vẫn không đủ bình tĩnh để biết đó chẳng qua là sự thận trọng cần thiết của một nhà tình báo chiến lược. Cho dù cuộc chiến đã tàn, mọi chuyện tưởng như đã ngã ngũ, một tuần sau tôi đã có quyền ôm ghì lấy anh mà khóc. Chúng tôi kéo nhau hối hả về làng, sợ rằng mẹ tôi đã gục ngã và sợi tóc xanh cuối cùng của chị tôi cũng đã bạc trắng. Hóa ra không, chị tôi áp mặt vào ngực anh khóc lặng lẽ. Và kỳ diệu thay, trên mái tóc bạc trắng lạnh giá như một khối băng kia vẫn phất phơ một sợi tóc xanh. Mẹ tôi ốm liệt giường 17 năm, nghe tin chúng tôi trở về, bỗng đứng hẳn dậy. Bà ngẩng cao đầu, ung dung bước ra cửa. Trên gương mặt sắp lụi tàn của bà bỗng ánh lên niềm kiêu hãnh vô bờ bến. Người ta đã nói với bà rằng anh là một trong những nhà tình báo vĩ đại của cách mạng. Chính anh đã cung cấp những thông tin chính xác nhất cho trận đột phá Ban Mê Thuột và làm rối loạn thông tin đến nỗi Nguyễn Văn Thiệu phải thực hiện cuộc tùy nghi di tản, cuộc rút lui ngu xuẩn nhất của lịch sử chiến tranh. 3 ngày sau, mẹ tôi mất. Cả làng Đông đưa tiễn bà, không có ai khóc, tất cả đều ngẩng cao đầu, ung dung bước sau bà. Trên gương mặt của tất cả ánh lên niềm kiêu hãnh vô bờ bến. Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Vọng Trắng của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.